Dạ, xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho tôi xin phép gửi đến tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì cũng cho phép tôi quay lại cái câu chuyện của lù út gà út lợn trong cái sự vụ của Diễm Sâu. Và lúc nãy là cũng chia sẻ trên tất cả các kênh, cho nên cái thời gian bây giờ tôi chia sẻ kênh đời thường này nó cũng hơi muộn. Bà con vào cũng ủng hộ vui lòng cho xin một like nha quý vị. Bà nào con nào chưa đăng kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Đời Thường TV. Thưa quý bà con, cái câu chuyện của là những con người như út gà út lợn chắc là bà con cũng đã quá rõ rồi đúng không ạ? Và cái quan điểm của tôi cũng lên chia sẻ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tôi cũng có một trong những cái mà nó kiên định. Mình nói thì cũng không mong là những cái con người này họ thay đổi, chắc anh rằng họ sẽ không thay đổi, vì họ cũng đã có những cái tư tưởng gọi là anh mày mang chắc anh mày lâu dài bền vững rồi, cho nên bây giờ mình có nói như thế nào đi nữa họ không thay đổi. Nếu như họ không thay đổi thì tất cả các bà con và cộng đồng mạng chúng ta cũng phải thay đổi thôi. Mình thay đổi về cái cách làm từ thiện, thay đổi về cái nhìn của mình đối với họ. Bản thân của những con người này thì họ đem ra cái gọi là cái danh dự, cái liêm sĩ của họ đấy, để họ lên cộng đồng mạng họ ăn mày. Cho nên mình nhìn nhận lại họ một cái đấy, nghĩa là đồng tiền của ta là làm cực khổ, cho nên không phải là để mà đi bố thí cho những cái loại người này quý bà con. Mới cái mùng 1, mùng 2 Tết mà cái đám YouTube gọi là nó bay dơ, nó tuôn tuôn trong nhà bà út gà đó, giống như là một cái chốn không người. Bắt đầu là đứa này quay đứa kia tung. Mà cái tính bà này tôi nói thật sự với con á, đã là cái như là một con người đó mà cá xã hội người ta phải xem thường. Nó vậy mà bà lên, nó thật sự bà cũng lên ngồi chấm chệ trên ghế đó rồi cái như là để cho YouTube quay. Nó danh dự, nó sĩ diện chỗ nào vậy rồi con? Nhiều lúc là nó thật sự tôi xem mà tôi không hiểu luôn đấy. Không biết là bà tự hào cái gì, hay là bà nghĩ rằng bà cướp được nhà của chim sâu rồi bà đây thấy đây là một trong những cái điểm mà tự hào của bà. Bà lên mạng mà nó thật sự bà cùng chấm cha chấm chợ lên trên cái ghế mà bà cười, nó thật sự cười một cái giọng cười là đất thánh lắm quý vị. Anh là anh trong cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của chim sâu, anh trong cái sự mà tình thương của người khác đã dành tặng cho chim sâu. Vậy mà bà lên nó thật sự bà nhe răng bà cười, mà tôi thấy thật sự cái điệu cười của bà sao mà nó giả trăng quá, nó khốn nạn quá. Cái lúc nào cũng vậy thôi. Cái đám YouTube dạng cái dạng dạng ba giờ này nó cũng lên liên tục, nó cũng lên liên tục để mà quay để bây ra. Tôi nói mấy này nó thật sự bây giờ mình nói nặng nó thì nó cũng là cũng 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 chẳng có gì mà phải 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 sợ nó rồi. Cái dạng mà chung là từ nhỏ lớn mà cha mẹ không dạy không biết là thế nào cho nó đúng thế nào cho nó sai. Bây giờ mà đi cổ xí bà út gà rồi nó bảo rằng đây là cái nhu cầu của khán giả, nhu cầu của khán giả cho nên buộc nó phải quay lên để cho khán giả biết. Mà tôi nói là cái không có cái khán giả nào yêu cầu, khán giả nào đâu mà cần gặp những cái khuôn mặt này, đúng không? Nhìn cái mặt bà út gà ấy, nhìn mặt con út lợn là thấy nó chán rồi, nhìn mặt thằng Long Tứ nó càng chán hơn. Nó đâu có một cái gì mà lan tỏa, đâu có một cái gì tính chất nhân văn đâu mà nó bảo rằng cộng đồng mạng là cần, cộng đồng mạng là yêu cầu cho nên nó phải quay lên sao. Lũ bay nó thật sự bay đi làm những cái chi nó cũng phải có một cái giá trị chút chứ. Như cái thằng Vinh Tân Hồng Tân Đồ nè, rồi hôm qua là một cái thằng gì ẩn ương gì đó, là nói chung là cái bọn này đó, nguyên cả một nhóm này là tất cả là nó tung hết lên chỗ nhà út gà đấy. Mới vừa đầu năm bay khai trương mà để người ta chửi rồi, mà chưa biết có ai chửi không, cho riêng ta chửi trước rồi đấy. Nó bảo rằng bà con đó xem nếu mà cảm thấy là thích là vui thì cái như là ủng hộ cho nó like, cho nó được đăng ký, còn cảm thấy không thích thì cái như là lướt qua chứ đừng có chửi ngày đầu năm chửi nó xui. Tôi nói với bà con quan điểm tôi không có xui hơn rủi hết trơn đó. Bay làm bậy là nó thật sự là hốt thôi chứ không có xui rủi gì. Mày biết là cái bà út gà đó là một trong những cái loại con người đó mà ăn cháo đá bát, ăn chanh vứt vỏ. Bà là một trong những con người lớn đó mà bà không có một cái đạo đức, không có một cái uy tín nào hết trơn mà lũ bay vẫn tăng cường PR lên, bay quay lên cho đã rồi bay bảo cộng đồng mạng phải xem. Dĩ nhiên đó
Ở đây là một trong những cái nghề của các ông đó, thì các ông cũng làm cho nó tử tế. Trên đàn này nó thật sự đầu năm đầu tháng mà các ông đưa một cái bà mà ban ăn mày như vậy mà các ông cứ nghĩ rằng là cả một năm các ông hên hay sao? Nếu mà hên đó, thì để quay những cái hoàn cảnh nào mà nó thật sự họ phấn đấu họ vươn lên đó, à, nó mới là cầu tiến cả một năm. Đằng này cái bà này đó, bà ăn mày mà tôi nói thật sự quý bà con đó, bà con nghe những cái giọng điệu và út gà bà bảo rằng đó, à, năm nay đó là cái như thật sự bà cũng là tự hào dở sợ lắm. À, bà tự hào ghê không? Cái nhà là nhà của chim sâu, người ta cho chim sâu, bây giờ bà lên không gian mạng như đúng rồi đó, à, bà lên không gian mạng bà cho đó là một tự hào. À, rồi còn tính cái câu chuyện là cái như là mong rằng năm này sẽ là cái như là được như ước nguyện, không biết là ước nguyện năm 2024 bà là cái gì đó bảo gà. À, sắm xe sang hả, hay là bây giờ cái như là năm 2024 rồi được con dâu mới. À, trong suốt một khoảng thời gian năm 2023 đó, à, mà cộng đồng mạng cũng đau đầu với bà rồi, mà bây giờ bà lên đầu năm không ngàn đầu năm 2024 bà lên bà còn ước nguyện nữa, mong rằng năm nay đó sẽ được tốt hơn, à, năm nay sẽ được khả quan hơn. Tôi nói cái dạng anh mày như bà đấy mà bây giờ bà cầu khả quan, chẳng biết bà lấy cơ sở từ đâu bà mong cầu. Người ta cầu là trong những cái công việc làm ăn, à, cầu trong những công việc mà chân chính, à, những công việc lương thiện. Còn mình đây đó, à, mà cái chung là nó thật sự đi ăn cướp của người ta. À, đi giá nghèo giá khổ để cho cộng đồng mạng giục tiền mà cho, à, bản thân là nó mập như một con trâu sình á, mà không chịu đi làm, à, bây giờ lên không gian mạng là cầu được ước thấy thôi, à, cứ lên đó là lúc nào cũng nguyện cầu năm nay tốt hơn năm kia, em không biết bà thì như thế nào là tốt ở đây, à, hay là bây giờ đó là ăn cơm phải có người đút rồi mới tốt, nên tôi nghĩ bà bây giờ bà cầu nhiêu đó thôi, ăn cơm có người đút là mấy người dạng tai biến đó, bà coi chừng, à, cái thay đã gọi là cá tạ thật rồi đó. Mà không lo đi vận động, không lo đi làm đi, à, trả lại những cái gì của chim sâu lo trả cho nó đi, ăn của con người ta đó, rồi bây giờ còn lên mà nguyện cầu mong ước nữa. Tôi nói bà loạn choạng đấy, là cái như là ăn xong đấy rồi không chịu đi làm, à, rồi nằm miết đấy, rồi cái mỡ máu nó tăng lên là bà cũng dặn cũng bị ấy thôi. À, đi ăn mày mà còn mong ước năm nay phải là tốt hơn năm vừa rồi nữa, thôi thua rồi quý bà con, không biết bà làm cái trò chi nữa chứ. Đấy, bà con nghe nè. Nhiều sữa thế như mình gọi là xấu sữa cái năm cũ nó đã qua rồi, à, cái năm mới nó đến thì cũng hy vọng là nó Út sẽ được nhiều cái điều mới nó. mới gì bây giờ bay bay tính bay với bà Út bay làm cái trò chỉ nữa là mới với cũ à. Bà Út có bảo rằng đó, đó là mấy ngày mà cận Tết là bà cảm thấy bà mệt mỏi áp lực quá, à, tôi nói thật sự ra bây giờ đó là cái bản thân bà mà cái bà ăn mày đó, bà cứ ngồi bà chấp cái mỏ lên chờ người ta gửi mà không áp lực là sao? Những con người mà không chủ động được cái tài chính, không chủ động được nguồn tiền, sống mà phụ thuộc vào tình thương của khác thì tôi nói ai cũng áp lực như bà thôi, à, chứ không phải mỗi mình bà đâu. À, cho nên là biết được cái áp lực đó, à, biết được cái áp lực như vậy thì năm 2024 người ta phải dùng cái sức trâu bò mình đi làm đi. À, chứ bây giờ mà cái trông chờ vào tiền của người khác mà cái dốc cái mỏ lên đó rồi trời ơi tôi áp lực quá trời. Ủa sao mà phải rút kinh nghiệm chứ, năm 2023 là áp lực vì sao? Trông chờ tiền của người ta gửi mà cuối năm rồi chưa có ai bố thí cho một xu. À, thì năm 2024 đó ta phải là có cái kinh nghiệm. À, đừng có trông chờ vào đồng tiền của người ta nữa thì nó không áp lực không? Được không? Mình chủ động đi bán vé số giả sử ngàn, à, một tờ với số ta lời được 1.000, à, thì giả sử như là cái cuối năm ta bán được cái ngày 200 tờ là ngày đó ta chắc ăn có 200.000 rồi đó, rồi ta đi làm tóc nè, đi nhuộm răng nè, à, rồi đi giũa móng tay nè, ta mua cái áo mới nè, đó là đồng tiền của mình đó, đồng tiền mồ hôi nước mắt đó, nó chủ động cái nguồn tiền rồi nó không có áp lực. Đằng này bà ăn không bà ngồi rồi bà ăn không bà còn rựng mỡ bà lên cứ trận 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 trên mạng biết rồi, bây giờ bà bảo rằng trời ơi
qua cái Tết này nó đỡ được, cuối năm áp lực quá trời đi. Rồi sao áp lực vậy? Cứ trông chờ miết rồi không thấy người ta gửi tiền rồi áp lực hả? Lúc đấy là cái như là nợ đầy gì, nợ đòi gì. Đấy không? Bản thân tôi nói quý bà con, một năm cả tháng không làm được một cái trò gì trơn trọi, cứ là chốc chốc cái mồm lên đó rồi chờ tình thương của người khác và bảo rằng áp lực. Bà sống tới ngày hôm nay đó, nguyên cả một năm nay tôi thấy là bà không có làm cái dông đất gì hết trơn này. Ăn xong rồi có chốc cái mỏ để mà ngồi chờ thôi. Mà tôi nói thật sự quý con, không biết là những con này mà họ, những con người này mà họ vô trách nhiệm đến mức mà cái bản thân của họ họ còn cái như là cứ là ăn mày một cách là lâu dài bền vững. Cứ mang cái mặt đó rồi cứ trông chờ vào cái tình thương của người ta. Rồi ai nói tới trời ơi ganh anh tức ở. Rồi bây giờ đó mới đầu năm rồi mới thằng YouTube bảo rằng mong rằng năm mới sẽ khá giả hơn. Ủa năm mới bay làm cái trò gì khá giả hơn, bay nói thử tao nghe coi hả? Bay tính đi ăn cướp hay đi ăn giật nữa hả? Năm 2023 là đi ăn cướp của chim sâu rồi à, chẳng lẽ bây giờ năm 2024 là bay là tính đi ăn giật ăn cướp đâu nữa đúng không? Nhà là nhà của người ta cho chim sâu và đến bây giờ cá vợ lẫn chồng nhảy vô gọi là chim ngang rồi đó, rồi đáy chim sâu đi để cũng tính mưu đồ để mà đi xây dựng một cái nơi mới rồi để mà nhảy vô để kiếm ăn. Cá gia đình tôi nói tránh có ra cái thể thống chó gì hết trơn, ai cũng là nói thật sự cũng dạng dạng siêng ăn nhát là thành con á, dạng dạng cũng thành lưu manh thứ thiệt. Anh mà cứ dựa vô một con tâm thần, anh mà anh quá trời quá đất, anh mà quên lối về rồi người cha cũng dạng bất tài vô dụng, thấy vợ mình như vậy con mình như vậy mình cũng phải là dạy dỗ nhà dột tại nóc. Cuối cùng là người chồng thấy là con ăn mày ok quá rồi, vợ cũng lên cộng đồng mạng ăn mày ok quá thì người cha cũng cảm thấy là cái như cũng phấn khởi cũng lên đó rồi cũng cổ xí ăn mày theo. Ở một cái gia đình mà trong ba người, ba người bà con, ba người trong cái độ tuổi lao động hết thằng Long Tứ tướng mập như trâu, ông như bả tôi nói thật sự cũng còn đi lao động được. Nhiều người nói thật sự cái tướng không bằng những con người này mà họ đi bán vé số gì họ trang trải cho cuộc sống, trong đó là có tiền thuê nhà, tiền cho con anh học, rồi tiền nuôi bản thân và nuôi cả gia đình, được không? Ở Sài Gòn nó đầy cái gì? Ở Sài Gòn tôi nói với con là có nhiều người cái hoàn cảnh của họ, sức khỏe của họ còn cái như là so với là cái bà Út Út gà này thật sự với con là nó không đáng là chi cả, họ cái như một chân một cánh vậy mà họ ngồi xe lăn họ vẫn là đi bán số để họ kiếm tiền. Còn những con người này tôi nói với bà con, người nào người nấy cũng mập như con trâu chứ đâu phải là ốm o gầy mòn chi. Đã. Vậy mà bảo rằng đó, bây giờ đó là cái như là áp lực quá, đầu năm mà cuối năm áp lực quá, áp lực cho mình không đi làm, sống phụ thuộc vào đồng tiền của người khác mới áp lực đó. Áp lực cái gì ba con người tôi nói bây giờ ba con người đó mà chịu đi làm đó, một tháng bèo lắm thì họ dư cũng được 5 triệu. Đảm bảo quý bà con luôn đó, ba con người đây bây giờ chẳng lẽ nhà cửa có rồi, chẳng lẽ bây giờ nuôi thằng cu Đức không nổi đó, mà ba con người mà đồng lòng đi lao động đó là tôi nghĩ rằng một tháng là họ góp lại họ dư cũng được 5 triệu là tôi nghĩ là bèo đó quý bà con đó. Chỉ cần tiêu hai người thôi còn một người làm là có dư đó. Thằng Long Tứ bây giờ nó đi làm bảo vệ đồ tháng cũng được 5-6 triệu rồi đó, còn ông bả bây giờ đi bán vé số thì làm việc đó chẳng lẽ không đủ nhà nhà bốn người sống vậy mà không chịu đi làm, cứ dấp dấp cái miệng miệng lên đó rồi cái chờ tình thương của người khác rồi kiếm ăn vậy đó mà bảo rằng cuối năm áp lực quá trời. Cái dạng nó thật sự ăn không rồi há cái mỏ đấy rồi chờ người ta bố thí không áp lực là sao? Sống mà sống phụ thuộc, bản thân mình chủ động nguồn tiền lại không muốn đâu, lại muốn là sống rồi để người ta cho tiền rồi cái gì còn mong đợi mong chờ đó. Rồi ngày nào cũng chấp cái mỏ lên dài như mỏ cò đấy rồi cái là chờ đợi rồi cái áp lực đó bà con thấy bao giờ cho cái loại này. Tôi nói với bà con dạng anh mày đây chung cũng là có cái kênh nha quý bà con, cái kênh đây nó kỳ lắm, cái kênh đây nó thật sự đó cho nên cộng đồng mạng chúng ta đó mạnh thì cũng phải có một cái điểm nhìn. Bà năm gỡ đó cuối năm bà gỡ về cho một mớ rồi ăn mày xong rồi bây giờ mới mùng một mùng hai Tết rồi rồi lên mà rửng cái mỏ lên. Mùng 1, mùng 2 Tết lên rửng mỏ lên mà tôi chẳng biết là cái làm cái công lên việc xuống gì.
Chẳng biết là cái băng nhóm này làm công lên việc xuống gì mà nó là mong rằng cái công việc sắp tới sẽ thuận buồm xuôi gió. Bay nhắm bay thuận buồm xuôi gió nổi hay không? À, thuận buồm xuôi gió trừ khi là không còn kênh phản biện, trừ khi là cộng đồng mạng, khán giả là họ mù, họ điếc hết là bay mới thuận buồm xuôi gió. Chứ còn một người mà nhìn thấy cái bản chất lũ bay đó là không có thuận buồm xuôi gió nào đâu. Nha. Đi đi anh mày, mày còn khấn nguyện thuận buồm xuôi gió là thua rồi. Bà con nghe.